Khoa hình ảnh, chụp X quang, kiểm tra định kỳ mới nhất của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân bị gãy 1/3 xương quay và xương trụ đã được định vị bằng bột. Chụp X quang thể hiện xương quay và xương trụ bệnh nhân đường gãy còn hở và di lệch khá là nhiều. Vì hiện tại bệnh nhân đã bột được gần 3 tháng, trình ở viện làm mổ phẫu thuật để viết đinh. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc, nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nghiền xương. Nhưng trước khi nhà thuốc đắp thuốc, nhà thuốc sẽ dùng kỹ thuật nắn chỉnh cho xương trở lại vị trí bình thường, sau đó sẽ điều trị bằng đắp thuốc và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nghiền xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 đến 2 tháng là xương quay, xương trụ của bệnh nhân sẽ liền và thẳng hoàn toàn. Cháu bị gãy xương này bao nhiêu thời gian rồi? Cháu bị gãy gần 2 tháng. Này là cháu đi đâu mà gãy này? Đi ra bỏ ạ. Khi thể hiện thì cháu bị gãy 1/3 xương quay, xương trụ, đường gãy còn nứt và hở nhiều nhé. Cháu bao tuổi rồi? Hơn 2 tháng kìa. Chưa được hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng không xưa không liền đúng không? Chị cứ để này. Bác sĩ bảo cứ để như này rồi nó liền. Cứ để rồi. Có mỗi chung hôm sau rồi. Sao để hơn 2 tháng có để bấu không? Thì đấy, cứ được một tuần thì sang thay bột khác nhé. Thay bột có tiền này để cho nó khỏi ngứa nhé. Thế bên bảo là một tháng thì sang tháo bột, nhưng mà một tháng sang không tháo được thì lại về thế thì bác sĩ bảo đây 2 tuần nữa sang, chứ không lấy bột được, cứ để cho cháu 3 tuần nữa đi sang nọ sáng lại bột này là một tháng nữa. Hơn 2 tháng, là 3 tháng thôi. Ừ, nếu mà để 1 tháng nữa thì là gần 3 tháng. 1 tháng chưa nó không nghiền này. Thế bố là gà mới nhìn khi bố. Thứ nhất là một là đưa lên đến đứa, hai là xem cái nào làm được thì đưa đi, chứ để như này rồi nó căng xương thì chết. Thế là xem trên mạng của nhà chú này thì thấy nhiều ca là làm được. Làm ngay từ đầu là nhanh nhất. Nó bị ngã thế thì đã không như chuyện. Nếu mà biết như này thì đi làm ngay từ đầu thì nó đã nhẹ nhàng rồi, nó khó. Giờ đi thì ô tô nó xả chứ mình có đi bộ đâu mà xả. Xương nó gãy liền, xương quay, xương trụ, xương lệch. Xương liền nó bị bó. Nhưng mà đây là xuống vợ bác làm cho chẳng nghe, xin cần. Chặt khớp không nắn là giật ngay thì... Trời ơi, nó bảo xuống, chặt xuống, nó chặt vào đây. Để nó chặt thật đi. Chính đó đấy, bảo lười xuống ông đi, chẳng nghe. Chân trường trừ, thế là đá tay mình chặt đấy. Không bảo giáo đấy, chống cây cái nó... Sao không xuống? Hả? Sao không xuống? Trời ơi, nó đã bảo, nó đi bảo xuống ngay ông đó, vì của con không xuống đâu. Chính đó, bỏ đời luôn, thế nào rửa rơi đâu. Đúng rồi. Gãy ngón tay này không có, nó có thành cái xương nó có trồ ra ấy. Đau rút mà. Bắt đầu cứ dở dời hay là làm cái gì nặng này không làm. Đau, đau, đau. Nhưng mà đừng có đau, cũng có đau. Nếu mà để được thì đã làm sao, vì thầy thuốc, thì xin cho thầy thuốc để có tiền miệng.
Không mà cổ tay nó đau lắm, cổ lắm, được rồi. Được đâu. Chỉ nhớ xuống thì xương ngang này này, nó chỉ tình trạng cong thôi. Đau, gốc này đau này, có thể nó quay thì nó đau. Chị vay manh này nha, manh này nha, từ từ thôi nha, từ từ thôi nha. Chào cho nhân 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 cong rồi nhé. Đấy, cái tay này kia đây. Tay bình thường thì tay cong rồi. Đấy, cái này mà cứ để thì có phải ngồi không, cứ ngồi yên không sợ, cứ nhìn thẳng. Đau tí thôi. Không có gì, đau một tí. Có rồi, đau cái quả. Không đau làm sao tay nó thăng nữa. Không có vấn đề gì. Nhìn chứ nào. Đau cái quả mẹ đã bảo rồi. Thank you.
với khói con này. Ừ, mẹ biết đau với khói. Đi. Đau với khói, không kêu. Con tí chẳng tay không? Mấy bên rút, tôi băng ra hỏng. Ai, biết khỏi đấy. Nghiệp thật đấy. Bác sĩ bổ nó để nó khỏi nữa. Đâu. Nếu mà bố không được thì chị đưa đi được hôm trong năm. Quá nguy hiểm. Người nha, không vòng nha. Ép của chúng xương vào đấy. Bác sĩ lại phải bó đồ thêm 1 tháng nữa đúng không? Nghĩa là cứ đeo 1 tháng nữa, xong sang kiểm tra cũng chưa nhận là 1 tháng nữa. Là có dỡ được hay không? Chưa dám cả căng quyết là dỡ được hay không? Thì đây phim thì nó có còng còng như này, nhưng mà đúng nhìn cái phim mới biết là nó vẫn há này. Cái này là vẫn há không? Thế xong thì đây cứ hôm nào hiện là sang cũng không bỏ đâu. Có hiện sĩ hiện bao giờ cũng sang mà. Thì đợt mưa có cái hôm nay không cầm đi nữa, thôi cứ cầm phim này chú nhìn thì biết rồi, chứ còn nhạc tập phim. Đây còn không tin một chỗ, còn chụp hai chỗ cơ. Chụp bên nó xét xong lại sang là dương. Hôm qua còn bảo là thôi á, tôi vào chỗ bác sĩ giỏi nên người ta phỏng vấn như này, nhưng mà cũng vẫn thế. Cái này nhìn nó xin nhà. Con này đau thì mới khỏi. Đợi anh nhìn ngay. Đây, đợi tay đây. Đấy, tay nó thẳng rồi đấy. Thẳng được rồi. Tương đối á. Đắp thuốc là ok. Tính cái nào. Có không ấy nó phải 1-10, 1-9, 1-10, 1-8, 1-10, 1-5 thì còn nói chuyện gì nhỉ? Mai bình thường. Rồi kiêng dữ thì chó nhá. Đây cả nhà có bao giờ thì chó đâu. Cả nhà chứ không nói là một người. Cứ thì chó thì ăn một hôm được. Muốn tợ cho con tôm ăn được. Tôm cảm thấy khoai á. Thì chó mà đến tôm chả ăn. Đâu bảo dưới ô tôm dưỡng nuôi thì chó mà mọi người bảo ăn hết thì nhớ không hết là tự động đi ấy. Nhưng người ta không ai ăn đâu mà đẻ. Thế đổi được cảnh quả sai quá nhỉ? Bỏ làm hơn tháng nó khỏi nhá. Chó xem, thảo bó vào uống tầm hơn tháng nó khỏi thôi. Này tầm mà 25 ngày sau là nó tháo luôn nè. Tháo hả? Nên đây bác sĩ tháo nào chứ? Vâng, một lần lên đây hai tự tháo được mà nhé. Tháo cháu nhá, tụi cháu mong là khủng nhá. Rồi, cháu nhá.
nhé. Hôm nay xuống thì chú hoàn thiện hình ảnh của cháu về ngày trước, cháu bị gãy 1/3 xương quay và xương trụ lâu ngày sau một xương liền. Chú nói cháu khỏi được mấy tháng nhỉ? Cháu khỏi được 7 tháng rồi. Ngày trước cháu đi đâu cháu gãy tay như này? Cháu đi đá bóng bị một anh đẩy ngã. Cháu đi đá bóng xong bị gãy tay đúng không? Vâng. Và đi chụp chiếu một mấy lần? Thì cháu có một lần nhưng mà xuống bác sĩ tổng cộng cho có một bao nhiêu thời gian thì còn nhớ không? Ba tháng. Ba tháng thì trong suốt 3 tháng đó cho bó lên mấy lần một thì còn nhớ không? Mấy lần? Cho bó 2 lần 1 đầu tiên. Bó 1 cao. Cao rồi. Đi. Đứa này con khỏi được mấy tháng nhá? 7 tháng. Hiện tại là cháu đi lại được, cử động và làm việc bình thường nhá, viết bài bình thường nhá. Rồi. Ngày trước cháu gãy tay nào? Gãy tay trái ạ. Cháu đưa này. Đưa ngang, đưa xuống, đưa ngang nhé, đưa xuống, đưa ngang nhé, đưa xuống, gấp tay vào, gấp tay vào, rồi ra, gấp vào, rồi ra, gấp vào, rồi ra, gấp vào, rồi ra, gấp vào, quanh hai tay vào, đưa ngang nhé, quanh tay vào, đưa ngang nhé, quanh tay vào, đưa ngang nhé, đưa cao lên, đưa xuống, đưa cao lên. Đưa xuống, cháu đứng lên ngồi xuống, đứng lên, cháu đưa thẳng, đứng, đưa cao đây này, đưa xuống, đưa cao đây này, đưa xuống, đưa cao lên, đưa xuống, được, mua đường đi, cháu quanh tay vào này, quanh tay kia, đưa ngang nhé, quanh tay vào, đưa ngang nhé, quanh tay vào. Đưa ngang nha, gấp tay vào, đưa ngang nha, gấp tay vào, đưa ngang nha, gấp tay vào. Rồi, hiện tại cháu có đau nữa không? Cháu không ạ. Cháu viết bài bình thường chưa? Rồi ạ. Cháu mới thi xong được nghỉ hè đúng không? Vâng. Năm nay cháu học lớp mấy chưa? Năm nay cháu chuẩn bị lên lớp 7. Lớp 7. Ngày trước thì mới đầu bó cháu có đau lên hay là giảm luôn? Cháu giảm luôn. Giảm luôn, cháu bó tổng cộng được mấy tháng cháu khỏi? Cháu bó tổng cộng được hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng. Thế là khỏi là 7 tháng đúng không? Ờ. Hàng ngày cháu vẫn chơi thể thao bình thường chưa? Cháu chơi rồi. Hôm nay xuống hoàn thiện hình ảnh của cháu. Cháu gấp lại, đúng rồi đấy. Gấp vào. Đưa ngang. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Cháu gấp mày tay mày vào chưa? Đưa tay vào. Cháu xoáy tay. Xoáy ngược lại. Quanh đây vào, đưa thẳng nhé, quanh đây vào, đưa thẳng nhé, quanh đây vào. Cháu hiện tại là cháu có nhức được không? Cháu không. Không nhức đúng không? Ừ. Ngày trước cháu, ai mách cháu biết là thuốc kiểu chú? Cháu tìm tòi trên mạng. Nguyên nhân gì mà cháu muốn tìm tòi trên mạng? Cháu thấy, thấy người ta đề xuất ở trên mạng, thấy là chú búa rất là giỏi. À, rồi. Ngày trước là cháu bỏ bột lâu ngày cũng sốt ruột đúng không? 3 tháng đúng không? Ừ. Nên là xưa không liền thì biết chú qua mạng nên là thuốc này chú đắp thuốc và cho chú nhanh nhiệt thương đúng không? Vâng. Cháu hơn 1 tháng cháu khỏi rồi. Hiện tại là buổi chiều cháu hay đi đá bóng không? Buổi chiều cháu bây giờ ấy cháu có. Ừ. Đá bóng cháu bị ở VVG nào? Tiền vệ. Tiền vệ thì là tốt rồi. Bây giờ tối đến ngày sáng ngủ dậy cháu tay cháu có nhức được không? Tay cháu không. Không là tốt rồi nhé. Hôm nay xuống ngành và hoàn thiện video về quá trình tạo gãy 3 xương quay hàng trụ lâu ngày bó bột xương không can. Sau khi bó thuốc chú được hơn 1 tháng cho tay cho hoàn toàn chưa? Chú cảm ơn cháu, chúc cháu gia đình vui khỏe nhé, cháu học giỏi nhé. Vâng.